Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Chí TV. Chào cả nhà. Thì lần đầu tiên cho phép chủ kênh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến tất cả cô chú anh chị và các bạn kính thưa cả nhà. Thì nếu như mà chúng ta theo dõi cái đời drama ngay từ đầu á thì kể từ khi mà chị hai lên tiếng á cô chú anh chị và một trong những cái vấn đề mà chị hai lên tiếng gây gắt nhất đó là liên quan đến thái độ ứng xử và những cái hành động của một số ông hoàng bà chúa một số gần sĩ riêng sĩ và chúng ta nên nhớ rằng trước cái drama là không có cái nghị định 93 ba là liên quan đến từ thiện hang và không có cái bộ quy tắc ứng xử và sau này có gì là liên quan đến vấn đề mà quảng cáo nữa ha? quảng cáo thì cô chú chị dính tới ai là nhiều dính tới nghệ sĩ quảng cáo là nhiều ha? một số nghệ sĩ quảng cáo say thật cũng đã là lên xin lỗi rồi và sắp tới liên quan đến vấn đề mà quảng cáo đó, thì các nhà thấy ra mới đây đó Hình như là ở thành phố Hồ Chí Minh là có động thái rồi các ban ngành phối hợp với nhau và xử lý triệt để vấn đề mà liên quan đến quảng cáo mà không đúng sự thật sai sự thật và đặc biệt là liên quan đến quảng cáo vấn đề liên quan đến y tế nha. từ cái vụ mà Ngọc Trinh á, cả nhà của chú chị thấy đó không phải là người nổi tiếng nghệ sĩ bây giờ là có sức ảnh hưởng rồi muốn coi như là làm những hành động hành vi phản cảm được đâu cụ thể là mới đây là có một nghệ sĩ này cũng rất là nổi tiếng nha cũng rất là hoạt ngôn nha mới đây bị lên dĩa rồi ha cả nhà biết là từ cái lúc mà cái gì đó hào quang rực rỡ gì đó là có coi như là báo chí chăm sóc ngay thì anh này ảnh mới có ra cái mv gì đó thì báo chí cũng lên tiếng về vấn đề này cụ thể cái nội dung mà cả nhà cùng nghe nha quải cả trưởng phản cảm và những lần vượt giới hạn của lê dương bảo lâm những sản phẩm phản cảm vốn không thiếu ở showbiz việt và đều bị đào thải theo thời gian đều quan trọng nhất là tác giả của những sản phẩm này phải biết điểm dừng. Sản phẩm phản cảm luôn bị đào thải. Trước MV quải cả trưởng, Xô Bích Việt từng chứng kiến những màn ra mắt phản cảm dung tục của loạt sản phẩm như Cái lò, như lời đồn, nắng cực. Giới chuyên môn gọi đây là những sản phẩm thiếu văn hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giới trẻ. Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết, nếu được quyền anh sẽ cấm những tác phẩm dạng như lời đồn bởi cách chơi chữ dùng tiếng lóng tục tiểu làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nghệ thuật ở showbiz khi làm nghệ thuật trước nhất phải biết tôn trọng cái đẹp và làm việc vì cái đẹp trước sự phản ứng dữ dội từ khán giả các tác giả sau đó đã phải tiết chế quyền Sambi gần như không thể vượt được sự nghiệp sau MV như cái lò dù vẫn hoạt động. Nói như vậy để thấy những sản phẩm phản cảm sẽ bị đào thải khỏi thị trường, không được khán giả và giới chuyên môn đón nhận. Đồng thời, tác giả của những sản phẩm này cần nhận thức được điểm dừng để không vượt quá giới hạn. Thế nhưng, Lê Dương Bảo Lâm, một diễn viên hài đang hết lần này đến lần khác lạm dụng hài nhảm, phản cảm để câu view, thu hút sự chú ý bất chấp trên các nền tảng mạng xã hội những lần vượt giới hạn của Lê Dương Bảo Lâm chính Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận ngôn ngữ của ải cả trưởng nhảm nhí vô nghĩa thậm chí vượt qua cả sự nhảm nhí là những ngôn ngữ ngợi ca bản thân đến khó hiểu như Lê Dương Bảo Lâm pháp danh Diệu Lâm dễ thương ngàn năm trong em này Lê Dương Bảo Lâm đưa vào nhiều hình ảnh của bạn bè nghệ sĩ thân thiết lễ cưới Buka để tăng thêm độ thu hút cho mv ván quân cười xuyên việt 2015 còn chi tiền trao thưởng để kêu gọi khán giả cày view lượng truy cập cho ngoại cả trưởng lê dương bảo lâm lập tài khoản cá nhân trên nhiều nền tảng mạng xã hội bán hàng online nên nhiều lần bị chỉ trích lạm dụng sự nhảm nhí để câu view quá đà gần nhất nam diễn viên này liên tục cho quay hình và đăng tải clip về tang lễ mẹ vợ trên tài khoản cá nhân, thậm chí còn lộ hình ảnh cười nói trong tang sự khiến khán giả phẫn nộ chỉ trích. Thế gì cô chú anh chị, em có nói thiệt cái người không hiểu sao á, mẹ mất mà còn có thời gian quay video clip rồi cắt ghép rồi đưa những hình ảnh lên liên tục bó tay không biết là tâm trí là tâm trạng của họ như thế nào luôn cả nhà chứ em nói thật hồi xưa cô chú chị cả nhà hồi xưa mẹ em mất đó cách đây mấy năm đó em thiệt em như người mất hồn mấy tháng trời rồi mà cái nhà cùng nghe tiếp nha trước đó lê dương bảo lâm nhiều lần bị phản ứng chỉ trích về sự nhảm nhí xáo rỗng trong các sản phẩm như mv sao hay ra dẻ quá nam diễn viên còn đưa lời chế bài hát nhạc phim nobita lên truyền hình khi tham gia một game show cụ thể khi tham gia sàn đấu ca từ lê dương bảo lâm thể hiện đoạn nhạc chế có nội dung má seco thì nghèo má cha em thì giàu còn nobita luôn ăn hiếp bạn bè nobita thầm yêu suka hái hoa hồng tặng cho trai em nếu trai em bằng lòng lấy nobita làm chồng thì nobito chào đời phần lời chế bị đánh giá dung tục phản cảm phá nát nguyên tác khi để nobita lấy trai em và sinh con nhạc sĩ nguyễn văn trung ngay sau đó đã lên tiếng cho rằng sự phản cảm của nhạc chế đã vượt quá giới hạn khi được dung túng trong game show phát sóng trên truyền hình ngày xưa những bài nhạc chế nội dung nhảm nhí chỉ xuất hiện trên miệng mấy em học sinh hoặc được diễn ra ở hội chợ nhưng bây giờ nó lên các game show truyền hình thậm chí chương trình về âm nhạc các sân khấu biểu diễn đối với tôi đó là sự phỉ bán âm nhạc nhạc sĩ nguyễn quang trung đã bày tỏ quan điểm khi bài nhạc chế về phim Doraemon của Lê Dương Bảo Lâm được phát sóng trên truyền hình nhiều lần đứng trong tâm bảo bị chỉ trích vì phản cảm dung tục lố bịch nhưng Lê Dương Bảo Lâm hiện vẫn được dung túng xuất hiện trong nhiều game show truyền hình thực tế các dự án phim ảnh năm 2023 Lê Dương Bảo Lâm có mặt trong các tác phẩm điện ảnh như Nhà bà nữ khi ta 25 trong nhiều năm trở lại đây Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện dày đặc ở các game show, dù ở chương trình nào cũng trình diễn thái độ, làm lố, ngôn ngữ phản cảm để gây cười. Lê Dương Bảo Lâm tham gia loạt chương trình như Hành Trình Rực Rỡ, Hai Ngày Một Đêm, Nhanh Như Chớp, Người Bí Ẩn. Cùng với sự đắt xô, Lê Dương Bảo Lâm còn liên tục khoe những mối quan hệ thân thiết với dàn nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút tương tác các tài khoản cá nhân của nam diễn viên này đều có lượng theo dõi lớn. Có thể chính vì thế mà Lê Dương Bảo Lâm đã ảo tưởng về quyền lực và sức hút của mình. Có thể chính những mối quan hệ số sự dung túng của game show đã khiến Lê Dương Bảo Lâm ngày càng xa đà và vượt quá giới hạn về sự nhảm nhí, tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm phản cảm mà minh chứng mới nhất là MV quái cả trưởng ừ cứ ảo tưởng mà cứ vậy hoài đi nha báo chí chính thống người ta cũng đã nêu lên rồi đó nha mà bây giờ khác xưa rồi bây giờ là có quy tắc ứng xử rồi và có cái vụ mà tranh sách đen rồi nha và cả nhà thấy đó mới đây là một người nghệ sĩ chân chính nghệ sĩ thành lộc đó, liên quan đến một cái vụ vợ diễn mà có những cái hạt sạn thôi mà cũng phải lên tiếng xin lỗi rồi cả nhà nên không hề đơn giản không đùa được đâu rồi Em xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem và lắng nghe. Cô chú anh chị có ý kiến gì thì cho một comment bình luận phía dưới video này nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành ủng hộ. Chúc mọi người luôn mình khỏe, hạnh phúc và mời bình an. Cả nhà nhớ ủng hộ thì cho một like, một comment và chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video lần sau. Bye bye.